Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục cái chuỗi video về làm hướng dẫn những hình bài tập cơ bản. Thì các buổi trước mình đã hướng dẫn các bạn vẽ được các cái tờ bài tập số 1, cơ bản phần 1 này. Phần 2, phần 3 là một cái bộ bàn ghế sofa, nó khá là tổng hợp. Thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ thêm một cái hình số 4. Cái tờ bài tập phần 4 đó là cái một cái chiếc ghế tựa, được chưa ạ? Thế thì cái video này mình thấy là nó cũng khá phức tạp nên có thể là mình sẽ chia làm hai video để hướng dẫn hoàn thành xong cho các bạn. Thế thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ được các cái mặt đứng này, đấy, mặt bên này, giờ mặt trước, mặt sau và mặt nhìn từ mặt top xuống ấy, được chưa? Mặt trên xuống và cái mặt bên này thì mình sẽ vẽ riêng ở video thứ hai, được chưa? Còn ba cái hình này mình sẽ vẽ ở trong cái video số 1 này, phần 1 này. Ok, thế thì để bắt tay vào cái hình này thì các hình về mặt trước, mặt sau và cái mặt từ nhìn từ trên xuống này thì các bạn thấy là đánh giá một chút là cái hình line nó tương đối là đơn giản, được chưa? Nó chỉ đánh đố một cho các bạn, nếu như bạn nào mà mới vẽ CAD mà chưa biết đến công cụ hack thì chúng ta sẽ gặp khó khăn một chút về các cái phần hack vật liệu ở đây thôi. Còn lại các hình khác thì các bạn cảm thấy là nó rất là đơn giản, được chưa? Nếu bạn đã hoàn thành được các cái tờ bài tập trước đây mình đã giới thiệu cho bạn, nếu bạn đã xem hết và hành theo thì nó không có gì là khó cả. Đấy, thì chỉ còn có một chút nâng cao hơn thôi, đó là phần hack, được chưa? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết xong trong video phần 1 này chúng ta sẽ giải quyết xong cái ba cái hình nhỏ này ở đây, được chưa? Video phần 2 thì mình sẽ vẽ cái mặt bên, được chưa? Đây, thì hai cái này là một, chúng ta sẽ giải quyết cái này trong video phần 2. Ok, không miên man nữa thì chúng ta sẽ bắt tay vào vẽ luôn cái hình đầu tiên này. Ở đây kích thước thông số mình đã điềm sẵn ở đây rồi. Và các bạn mở phần mềm AutoCAD lên. Ở đây là AutoCAD 2018 này. Thế thì ở đây là cái phần mềm mình mới mở lên và mình chưa thiết lập. Thì để mà vẽ được thuận tiện nhất thì các bạn vui lòng xem lại video là 5 bước thiết lập quan trọng trước khi vẽ CAD mà trước đây mình đã hướng dẫn. Và nó nằm ở dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn kích vào xem trọn bộ thì trong cái video đầu tiên trong cái bộ bài tập series vẽ bài tập CAD này thì mình đã làm video đầu tiên là 5 bước thiết lập. Thì ở đây mình sẽ thiết lập nhanh, được chưa? Mình sẽ không hướng dẫn kỹ lại cái video đấy nữa. Nếu bạn nào mà chưa thiết lập, biết cách thiết lập thì vui lòng là xem lại video đó cho mình, được chưa? Đó, bật chế độ bắt điểm lên. Đó, ok. Và tắt cái chữ tiếng Việt, gõ Unicode đi để ta nhập lại, nó không bị có dấu. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ các bạn sẽ mở cái hình này lên nhé. Và ấn Alt Tab mở để mở CAD. Đây, các bạn mở tờ lên tên lên và bạn mở phần mềm CAD, được chưa? Đó. Đây, mình tắt bớt đi. Mở một hình thôi. Đây, mở một hình duy nhất. Đấy, trước tiên là bạn mở hình này lên. Thứ hai, bạn mở phần mềm CAD lên. Thì khi này để các bạn có thể xem một cách nó nhanh chóng, các bạn sẽ dùng phím Alt Tab, được chưa? Đấy, Alt Tab để xem kích thước và Alt Tab sang để tiếp tục vẽ. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hình đầu tiên này. Ở đây chúng ta có, các bạn thấy ở đây là một hình rectangle đúng không ạ? Đấy, và nó đối xứng thì nó có hai cái thanh ở đây. Thế thì chúng ta sẽ vẽ cái này trước, sau đó chúng ta sẽ nhân 2 lên đúng không ạ? X đôi nó lên và chúng ta sẽ vẽ các cái đường line ngang. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thiện đến vật liệu hack. Vậy là chúng ta sẽ hoàn thành xong hình thứ nhất. Ok, thế thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hình cái chân ghế đầu tiên này. Được chưa ạ? Nó là bao nhiêu ạ? 300 này cộng với lại ở đây chúng ta có là bao nhiêu ạ? Ở đến đây là 360 cộng với lại 460 là 37 này, tức là nó sẽ là khoảng tầm 820, được chưa? Đấy là chiều thẳng đứng, chiều ngang là bằng 25. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Rectangle lệnh là REC 25 theo phương x đúng không ạ? Và tab sang là 820 theo phương y. Vậy chúng ta đã có được chân ghế đầu tiên. Vậy thì để vẽ được một cái đoạn line này chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Ở đây các bạn thấy cái đoạn line này chúng ta sẽ gióng sang bên này, tại vì nó có phần dim ở đây. Thì phần dim ở đây nó sẽ gióng chúng ta là bao nhiêu ạ? Là 420, đúng chưa ạ? 420, đây cái đoạn này. Đấy, cái đoạn này là 420. Vậy chúng ta sẽ vẽ được cái đoạn line ở đây và nhân nó đôi ra sao? Như ạ? Line này.
chúng ta có thể vẽ là line, vẽ đường lên trên này. Các bạn nhấn tổng hợp biểu phím F8 lên, đó là 420. Đó, mình làm hết sức là chậm để các bạn có thể làm theo nhé. Đó, ở đây mình cũng không dùng cái tính năng là đổi lệnh tắt luôn. Đấy, bởi vì là tính năng đổi lệnh tắt này có thể là nhiều bạn bạn chưa biết, chưa được hướng dẫn thì các bạn lại không biết là thấy là mình nhập lệnh một kiểu vào rồi lại nhập lệnh tắt một kiểu rồi cái lệnh cố định, cái lệnh nguyên gốc của OK một kiểu thì có thể các bạn lại không làm theo được. Thế nên đây mình cũng không sử dụng tính năng là dùng lệnh tắt mà mình sẽ dùng các lệnh nguyên bản, ví dụ như lệnh line, lệnh PLine là PL luôn, chứ không dùng một chút lệnh tắt nào. Sau này mình sẽ hướng dẫn sau. Thế tại đây mình đã có hình này rồi thì bạn vẽ tiếp theo bạn sẽ nhân đôi lên. Từ đây đến 25 đúng không ạ? À 416. Ok, 416 mình sẽ vẽ một đoạn line này. Đấy, nhớ là bấm hit F8 để cho nó nằm ngang để F8 để cho nằm ngang. Đấy, 416. Ok, bây giờ bạn quét chọn như này. Copy. Lệnh là CO. Tích điểm này vào đây. Đấy, và xóa ở giữa đi. Đấy, bây giờ chúng ta sử dụng lệnh DI để đo lại kiểm chứng này. DI là lệnh kích thước nha, list. Đấy, tích một điểm ở đây và tích điểm đây. Chính là 416 bằng với lại khoảng cách. Đề bài đã ra, được chưa? Rất là nhanh chóng. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ các cái thanh ở đây. Thanh đầu tiên thì nó sẽ nhô lên so với cái mặt chân là 5. Thanh thứ hai ở dưới là bao nhiêu ạ? Ok. Thanh thứ hai ở dưới là 360. Ok, mình sẽ vẽ như sau. 360, mình sẽ vẽ line ở đây. Line này lên thứ nhất là 5. Tại đây các bạn sẽ vẽ xa. Bắt điểm vào đây, bắt vào đây, bắt vào đây. Được. Cái này thì rất là đơn giản rồi. Tiếp theo nữa là gì? Line xuống là bao nhiêu? 360. Đó, vẽ sang bên này. Xóa đường này đi và sử dụng tính năng trim. Đó. Từ đây lên là bao nhiêu ạ? Cái đoạn này có thể là mình đi sai nhá, đoạn đáng nhẽ nó phải nằm ở điểm này cơ, tức là nó bằng khoảng 60. Các bạn offset lên. Offset dùng lệnh O này. O lệnh offset phần cách này. O cách này, các bạn nhập là 60 là khoảng cách offset. Chọn đối tượng và nhấp lên miền bên trên, được chưa? Tiếp theo nữa là từ đây dưới đây xuống dưới đây là bao nhiêu ạ? Là 100 đúng không? Ok, offset xuống là 100. Offset xuống, chọn một đối tượng và offset xuống. Những cái lệnh rất là đơn giản đúng không ạ? Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được 1, 2, 3 và 4 đường line rồi ạ. 1, 2, 3, 4 đường line rồi. Và công việc cuối cùng là chúng ta sẽ hoàn thiện cái phần hack ở đây. Thì để hack được các bạn sẽ dùng lệnh hát. Hát trên bàn phím, được chưa? Phần hack. Đó. Tại đây các bạn sẽ chỉ cho mình vào cái phần mũi tên này để bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh hơn. Phần mũi tên này. Để chúng ta có thể ra được cái bảng hiệu chỉnh cổ điển ở đây. Hoặc là bạn có thể sử dụng một lệnh khác đó là hát cách và sử dụng phím T cách luôn. Thì nó cũng ra được cái bảng này, được chưa? Đó, cái bảng này thì tại đây các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dấu ba chấm ở đây, được chưa? Nhớ là cái phân vùng hack này đây. Đó, chọn vào cái dấu ba chấm ở đây. Đó. Thì dấu ba chấm này các bạn sẽ chọn xong cái phần other. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình cái phần mẫu vật liệu này. ARCONC này, được chưa? Đó, các bạn kích vào đây. Chọn xong rồi. Scale các bạn sẽ để cho mình giá trị bằng 5. Bằng 5. Đó. Tiếp đến các bạn sẽ sử dụng cái phần đó là Add Fixed Point, tức là lựa chọn cái vùng hack. Vào đây. Vào đây. Tích vào hai cái vùng này, chọn. Và để hack được thì vùng nó phải kín nhé. Ở đây mình đã bo các đường rất là kín rồi, nên là mình đã hack thành công. Đó. Có thấy không ạ? Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái phần hack này nó đang có một phần nó phải bị chìm hơn đúng không ạ? Cái đối tượng nét đường bo này nó phải nổi hơn. Vậy để mà làm được hiệu ứng này các bạn sẽ kích vào cái này, kích vào đường này và các bạn sẽ chọn cho mình một màu sắc ở trên đây. Đấy, chỗ màu sắc này. Đấy, các bạn chỉ ở đây chọn một màu nó ví dụ cho màu này đi. Chợ. Vậy thì nó sẽ nổi cái thanh ghế của chúng ta đi. Các bạn có thể chọn cái màu này để cho nó sang một cái màu khác, các cái đường nét này sang màu khác tùy các bạn nếu bạn thích. Chợ. Chứ không phải giới hạn là màu đen trắng. Ở đây mình có thể là chọn như này. Ở đây mình đang hướng dẫn cho bạn mới tìm hiểu và bắt đầu về AutoCAD nhá. Nên là bạn nào mà đã thành thạo được các cái tính năng đơn giản về CAD rồi thì có thể là theo dõi và góp ý thêm. Thì
trợ. Ở đây mình đang hướng đến giúp đỡ các bạn mới bắt đầu về CAD, chưa hiểu gì về CAD và đang muốn thực hành những cái lệnh cơ bản nhất. Đó, tại đây các bạn có thể chọn cái phần này và chọn cái màu sắc ở đây. Đó, đây cái phần ở trên này, quản lý thuộc tính của đối tượng. Đấy, mình có thể cho một cái màu vàng để cho nó nổi đi, hay màu đỏ không đẹp lắm các chị. Ok, khả năng mình vẫn giữ là màu trắng, đó tùy các bạn thay đổi nhé. Xong hình thứ nhất. Ok, hình thứ hai như nào? Hình thứ hai, hình nhất thì gần như là nó không thay đổi gì, nó chỉ là mất đi cái thanh này thôi, đúng không ạ? Mất đi cái phần thanh ngang này. Và ta sẽ copy sang CO, copy. Đó, và xóa đi hai này này. Vậy là ta đã xong hình thứ hai, được chưa? Rất nhanh. Tại vì nó là cùng một mặt chiếu, mặt trước và mặt sau thôi mà. Thế tiếp đến là gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ cái mặt bằng từ cái ghế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái thanh như sau. Đây vẫn là hai cái phần thanh ngang ở hai bên. Chúng ta sẽ vẽ 1 và x2, được chưa? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái thanh này là chiều dài tổng là 500. 500 bao nhiêu ạ? 570 đúng không ạ? Ok, 570. Tiếp theo đến là phần ngang là vẫn là 25. Chúng ta sẽ vẽ rectangle 25 và tab sang là 570. Đó. Chúng ta sẽ dùng lệnh M là lệnh mua dưới này. Bỏ phí F8 đi. Tiếp đến là chúng ta sẽ thấy là ở đây là 570 này nó đến phần nào ạ? Là bên phần ngoài nhá. Và để mà xuống dưới này thì nó phải là trích xuống 5 đơn vị. Vậy chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ quét chọn ông này. Rồi lệnh S, stretch cách này. Và tích vào đây. Nhớ phím thu hợp phí F8. Đó. Và các bạn nhập số 5 vào đây để cho nó xuống bớt 5 đơn vị. Đó, vậy là chúng ta đã có được cái đoạn ở dưới này là 5, nó chênh so với cái dim là 5 đơn vị. Đây. Chưa? Ok rồi đấy. Chưa? Bên dưới này là bao nhiêu ạ? Bên dưới này một đoạn là 20, chúng ta sẽ vẽ một đoạn line là 20. Line bắt điểm này là 20. Đó. Bạn sẽ gióng sang đây, vẽ line tiếp. Đó, vẽ line đây. Xóa ngoài đi. Tiếp đến cái đoạn khoảng cách giữa hai bên này vẫn là bao nhiêu? 416 đúng không ạ? Ok, nó sẽ biến line này. 416. Đó, và copy ông này. À, copy ra đây. Đã hoàn thành. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái đường này và nó hạ xuống là bao nhiêu? 5 đơn vị đúng không ạ? Mình sẽ vẽ line này. 5. Được chưa? Rồi, bắt xuống dưới này. Bắt vào đây, được chưa? Vậy là chúng ta đã hạ được cái phần thanh dưới này là 5 đơn vị. Tiếp đến là các bạn sẽ vẽ các đường gì ạ? Cái đường cong ở đây. Các bạn sẽ nghĩ đến ngay cái lệnh là ARC đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một đường thứ nhất ở đây. Đường thứ hai xuống là 39 này. 73 đúng không ạ? 39 và 73 chúng ta sẽ vẽ tiếp. Offset là chúng ta sẽ dùng lại offset nhé. Cách 39 này. Offset cách tiếp là 73 đúng không ạ? Ok, xuống dưới. Dạ. Và các bạn sẽ làm gì ạ? Các bạn sẽ copy hàng này sang. Ok luôn, được chưa? Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Các bạn sẽ vẽ các cái phần thanh bằng chữ A đúng không ạ? À, lệnh ARC đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ vẽ tích một đường thứ nhất đây. Bỏ F8 đi nhá. Tích đường thứ hai và tích đường thứ ba, được chưa? Đó. Các bạn có thể hiệu chỉnh cái đường này thì nó không cho cái chiều cao lên bao nhiêu, bạn sẽ vẽ tương đối một chút, cảm thấy nó cong hợp lý là ok. Dạ. Kéo điểm này xuống. Đó, tại đây các bạn làm gì ạ? CO thôi. Copy đường này xuống. Đúng các điểm này. Đó, ok chưa? Và bạn sẽ xóa đi hai cái đường ngang vừa rồi. Đây, xóa đi bốn cái đường ngang này. Xóa này đi. Xóa này đi. Và tiếp theo bạn sử dụng vật liệu hack vừa rồi, lệnh H, được chưa? Cách này, bấm vào cái mũi tên này và nó vẫn lưu thông số là 5 và vật liệu khi nãy bạn chọn vào Bitcoin, tích vào đây. Đó, cách để kết thúc lệnh, được chưa? Các bạn dùng lệnh MA. MA là để sao chép thuộc tính đối tượng nha. MA, Matchup. Ở đây các bạn sẽ kích vào cái này và dán vào đây thì nó sẽ được
mang theo cái thuộc tính của ông này ra là màu cái mã hack tương tự nhau đúng không ạ, và một cái màu là màu màu xám tối đúng không ạ, và nó được dán cho ông bên cạnh này, rất là tuyệt vời. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được 1/2 cái khối lượng. Cái phần chữ này thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ không hướng dẫn ở trong video này nhé, nó là một cái phần chương khác, mình chỉ ở đây mình đang hướng các bạn dựng hình thôi. Thế thì còn cái hình hai hình này, hình mặt bên này mình sẽ vẽ trong video phần số 2 trong cái bài tập vẽ ghế tựa này, được chưa? Ok, hy vọng các bạn đã làm được thành công đến bước này một cách là nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video và hãy đón xem tiếp tục phần 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.